中秋，vâng, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Vâng, như các bạn biết ấy, hôm nay là ngày 14 tháng 7 anh em ơi. Ngày 14 tháng 7 có nghĩa là như nào? Có nghĩa là ngày mai thì là sự kiện Korea Uy Hổ lệnh 5 và bắt đầu diễn ra khai mở vào lúc 10 giờ. Và có rất là nhiều phần thưởng và hấp diêm các bạn, đặc biệt là ở server mới. Hôm nay thì chuẩn bị sang ngày mai, có nghĩa là ngày 15 thì là chúng ta tham khảo lại một số đồ đạc mà Vinagame sẽ tặng cho chúng ta khi mà chúng ta hoàn thành các mốc phần thưởng nhé. Đây, chúng ta lên trang chủ Võ Lâm 2. Đấy. Xem lại nào các bạn ơi. Đấy, các bạn nào có cày thì cày, mà không cày thì là các bạn vào xem cho nó vui. Đấy, Võ Lâm Truyền Kỳ 2 tải auto update. Cái này là cái gì đây? Tam quân đại chiến về trang chủ nè. Các bạn đợi tí nhá. Đây. Korea Uy Hổ lệnh 5 đây. Đây các bạn ơi, Korea Uy Hổ lệnh 5 và máy chủ mới, đó là máy chủ ngũ hổ. Và chúng ta sẽ xem Korea Uy Hổ lệnh 5 nhá. Như các bạn biết đấy, thì là Korea Uy Hổ lệnh 5 thì nó cũng giống như Korea khác thôi. Nó cũng giống như Korea 1, Korea 2, 3, 4, 5. Các ý Long nói là cách thức làm nhiệm vụ cũng như vậy. Thì nó chia ra làm 3 nhiệm vụ các bạn. Thì nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ phá bản. Nhiệm vụ thứ hai đó là nhiệm vụ 3 phe. Và nhiệm vụ thứ ba đó là nhiệm vụ BVB. Đấy. Ngoài ba nhiệm vụ chính này, đấy gọi là nhiệm vụ hàng ngày. Ngoài ba nhiệm vụ chính này ra thì nó còn có thêm một số nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ tích lũy đổi thưởng. Đó là sử dụng điểm quan công kết hợp với điểm danh vọng và sư môn. Đấy. Đối với các bạn mà chơi lâu rồi thì danh vọng sư môn thì không phải nghĩ đâu. Chỉ liên quan đến điểm quan công thôi. Mà quan công thì anh em đi chiến trường thì anh em có thể là dùng quan công huy hoàng, con trương, con công đại, thì con công vinh dự thì anh em đổi. Nếu mà chúng ta chịu khó đi chỉ có 3 ngày làm mắc, 3 ngày làm mắc điểm quan công, chúng ta dùng quan công vinh dự cho nó nhanh. Những điểm quan công thì không no các bạn. Điểm quan công thì là quá đơn giản. Đấy. Ngoài ra đây là tiêu phí và tích lũy. Ngoài ra thì là có nhiệm vụ hướng dẫn và nhiệm vụ bang hội. Cái này thì đây là nhiệm vụ bang hội này. Đấy. nhiệm vụ bang hội thì gồm có những nhiệm vụ gì? Đó là thứ nhất là chúng ta gia nhập bang hội này, chúng ta được 200 điểm năng động này. Tái chiến thần thú. Điểm tái chiến thần thú đó là nhiệm vụ tử quang. Các bạn đi 2 trận tử quang là các bạn thừa điểm 300 điểm tích lũy tử cang. Tử quang đó là các bạn được 100 điểm năng động này. Đấy. Tiếp theo đó là bang hội vinh danh. Bang hội vinh danh này rất là dễ, rất là đơn giản. Chỉ cần là chủ bang kích hoạt bang hội vinh danh, là sau đó là cuối tuần anh em lộp 600 cái vật phẩm xu và 600 mảnh lệnh bài bang hội thì anh em sẽ hoàn thành. Không nhất thiết là anh em phải đứng top 1, top 2 mà cứ đủ 600 cái, thấp nhất là 600 cái là anh em hoàn thành rồi. Đấy, rất là dễ. Cái này thì thường thường là lúc nào gần hết sự kiện thì Long mới làm. Còn nó đang trong giai đoạn mà làm sự kiện thì Long ít khi làm lắm. Và thứ đấy là nhiệm vụ bang hội thì gồm có 4 nhiệm vụ này. Gia nhập bang hội là 1 này, tái chiến thần thú là 2 này, bang hội vinh danh là 3 này.
và bang hội vinh danh. Có hai bang hội vinh danh. Thứ nhất là chúng ta lộp điểm bang hội vinh danh khác này, và chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bang hội vinh danh khác này. Đấy, tổng số này chúng ta cũng được khá là nhiều điểm. Đấy là nhiệm vụ bang hội và nhiệm vụ hướng dẫn. Nhiệm vụ hướng dẫn thì thường ngày nếu như các bạn đang chơi thì là các bạn vẫn làm bình thường đấy, đó là gia nhập thế lực ba phe này, vận tiêu này, cướp tiêu này, làm nhiệm vụ truyền đạo này, thợ săn tiền thưởng này, trộm cây này, cướp tiêu này, đấy, đào kho báu này, đấy, trồng bát nhãn lớn này, trồng bát nhãn nhỏ này, ngày nào chúng ta cũng chẳng làm đúng không? Những nhiệm vụ này rất là đơn giản này, trồng hạt giống này, trồng cây thứ linh này, sử dụng một ngôi sao may mắn này, sử dụng 10 nữ hoa bảo nạp này, đấy, rất là dễ. Những cái này thì rất là dễ, chẳng có gì là không làm được cả. Nữ hoa bảo nạp thì chúng ta bỏ xu ra, đấy, 10 nữ hoa bảo nạp, mà nữ hoa bảo nạp nó rẻ lắm, 2 xu một cái các bạn, đấy, 10-20, chúng ta mất 20 xu, rẻ lắm. Một ngôi sao may mắn hình như bây giờ là, ngày trước là 33 vàng, 33 xu, bây giờ là không biết bao nhiêu, nói chung là cũng rẻ. Cây tứ linh thì các bạn mua những người bày bán ấy, 40-50 vàng là cùng. Hạt giống thì nó có 40-60 vàng là cùng. Bát nhã nhỏ thì 33 vàng, đấy rất là dễ. Bát nhã nhớn thì 45 vàng trở lên. Thợ săn tiền thưởng thì nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ ba phe, trong thế lực ba phe, đấy, rất là dễ. Mà trên kênh Võ Lâm Truyền Kỳ 2 thì Long có úp tất cả các nhiệm vụ. Là các bạn nào không biết tìm, không biết vào thì là các bạn không biết làm nhiệm vụ thì các bạn có thể lên kênh search những cái từ khóa, ví dụ như là làm nhiệm vụ ba phe, hoặc là gia nhập thế lực ba phe, hoặc là cướp tiêu, trộm cây, có hết. Các bạn cứ vào kênh là các bạn tìm những video là có hết. Nếu mà các bạn nào mà không hiểu thì các bạn cứ comment ở bên dưới video. Thì hàng ngày thì Long có vào kênh thì Long xem tin nhắn của bạn nào mà chưa hiểu thì Long sẽ giải đáp. Hoặc là các bạn vào tham gia vào nhóm group Z2 Tiểu Long Số Ký. Và cái link thì Long có để ở bên dưới phần mô tả video. Và link đấy là link group, và link Facebook thì Long cũng để ở bên dưới video luôn. Và đặc biệt nữa là số điện thoại của Long cũng để ở bên dưới video luôn. Anh em có gì thì anh em thắc mắc thì anh em cứ gọi alo hoặc là gửi qua tin nhắn Messenger. Rồi, ok. Và đặc biệt là chúng ta sẽ xem phần thưởng Cô Đe Uy Hổ Lệnh 5 các bạn. Cô Đe Uy Hổ Lệnh 5. Đấy, phần thưởng này rất là hấp diêm. Có các trang bị như là Chiến Cuồng là 1. Thứ hai đó là Hào Hiệp Vô Hạn là 2. Thứ ba là vũ khí này, Kim Xà 5 này, Kim Xà 4 này. Thậm chí là quần áo ẩm huyết này, đấy, vũ khí ẩm huyết không có nhá. Và cách thức để chúng ta, đối với server cũ thì là các bạn có thể là cày một cái arc lên cấp 90 thì chúng ta mới tham gia nhiệm vụ được. Còn đối với anh em ở server mới thì các bạn đã được hỗ trợ lên cấp 90 rồi. Các bạn chỉ việc gia nhập môn phái này, xong các bạn đến đại sứ hoạt động ở giữa các thành thị như ở thành Biện Kinh, thành Đô Thuyền Châu thì là các bạn có thể là nhận lên cấp 90, và sau đó thì chúng ta kích hoạt Cô Đe và làm nhiệm vụ luôn. Rất là đơn giản đúng không? Thứ nhất là điểm năng động. Thì đây là bảng tổng thể phần thưởng điểm Cô Đe Uy Hổ Lệnh 5 đợt này. Đấy. Thì như video trước Nọng có nói thì nó chả khác gì cái sự kiện đợt trước cả. Nó khác ở đây là nó nó cho chúng ta là hai cái kim xà 6. Đây. Hai cái kim xà 6 nhá các bạn nhá. Đấy. Kinh mạch võ thánh này, bạn nào chưa lên võ thánh thì các bạn nhớ cày đợt này luôn nhá. Cảnh giới võ thánh luôn này, đấy, cảnh giới võ thánh luôn. Đấy, nó còn ẩm huyết này, đấy các bạn có thể chọn này, đấy các bạn ơi. Rất là đơn giản đúng không? Có cả thiết tinh cấp 4 này, các bạn nâng cấp kim xà này. Đấy. Nói chung là đợt này thì nó hỗ trợ cho chúng ta hai cái kim xà 6 đây. Kim xà 6 lựa chọn cộng 9 này. Đấy. Và đây một cái ở mốc bao nhiêu có kim xà 6 nhỉ? Ở mốc 20k này, đấy. Đấy, nói chung là có hai cái. Và mốc thứ 24 một kim xà 6 này. Hoặc là chúng ta có thể mua một cái đối với anh em ngày xưa ấy, sự kiện Cô Đe Uy Hổ Lệnh 4 ấy, thì anh em đã cày được một cái kim xà 6 rồi. Thì đợt này thì anh em cày được cái kim xà 6 nữa, hai cái nữa là chọn một bộ. Tóm lại là sau khi mà hoàn thành xong cái sự kiện Cô Đe Uy Hổ Lệnh 5 này thì là
ác chính ấy, Long đang nói ác chính nhá, thì bạn nào cũng có cái kim xà, một chọn bộ kim xà 6 gà. Quan trọng là chúng ta mở và các dòng ập nó như thế nào và cộng đồ nó lên được hay không thôi. Còn bây giờ là ai cũng có rồi. Sau sự kiện này Long nghĩ là cái ác chính thì ai cũng có kim xà 6 các bạn. Đấy. Và điều đáng tiếc của cái sự kiện lần này là cái bao tay ẩm huyết chưa được diễn ra, chưa có các bạn. Trừ khi là ở server mới nha, Long không nói. Còn là server cũ là không có, còn server mới chắc chắn có các bạn. Đấy. Đấy, nói chung là nó cái này thì nó rất là thích hợp cho các bạn cày dàn ác phụ nhá. Đấy. Cày ác phụ là các bạn nào mà chưa có ác phụ thì tranh thủ thì là các bạn cày ác phụ trong sự kiện này này để chúng ta có một dàn tem đi dàn kiếm cũng như là phó bản tốt nhất. Còn còn bạn nào thiếu kim xà 6 thì các bạn cày thêm. Đấy. Rất tiếc là sự kiện đợt này nó không cho cái bao tay ẩm huyết để cho anh em có hứng mà cày thêm, cho gọi là có nghị lực ấy. Chứ kiểu này thì cũng gay gay đấy. Nhưng mà bởi vì là chưa đủ bộ kim xà 6 nên anh em vẫn phải cày anh em ạ. Nhưng mà trong tâm thì cũng không được vui lắm. Đấy là sự kiện cô đe uy hổ lạnh 5. Còn đối với máy chủ mới. Đấy, máy chủ mới lại quên rồi. Máy chủ mới đó là ngũ hổ đây. Máy chủ mới ngũ hổ anh em ơi. Đây. Thì máy chủ này, này kết hợp giữa code uy hổ lệnh 5 và máy chủ ngũ hổ. Đấy, anh em nào ở chơi ở server mới thì là anh em có thể là nhận được hai phần thưởng cùng một lúc. Đó là phần thưởng ở server mới là một. Thứ hai là đó là phần thưởng code uy hổ lệnh 5. Đấy, kết hợp 2 trong 1. Có nghĩa là 2 trong 1 lần cày sự kiện. Và đây là phần thưởng của server mới này. Đấy, các bạn có thể là cày rất là dễ dàng. Đấy. Tất cả nhân vật chiến sĩ 7 cấp trên 10 chỉ lên này. Đấy, được hỗ trợ cả Ngọc này. Đấy. Đấy, nói chung là rất là nhiều. Kim xà 6 này cộng 9 này anh em ơi. Xem nào. Một cái kim xà 6 cộng 9 này. Đấy, mật tịch siêu cấp 20 này. Đấy. Vũ khí ẩm huyết nhá. Đợt này anh em sướng nhá. Anh em nào chơi server mới thì anh em sướng có một cái vũ khí ẩm huyết đây, theo môn phái này. Và cấp bao nhiêu chúng ta nhận được? Đó là cấp tài sinh 9, cấp 91. Và chúng ta phải tiêu hao 2 cao su. Đấy. Có nghĩa là chúng ta phải mất 200.000 đấy các bạn. Đấy, 200.000 để mua cái vũ khí ẩm huyết này của nó. Chà chà. Nhưng mà server cũ này không có nhỉ. Gay thật. Điều này hơi buồn. Và cái điều đặc biệt ở server mới thì nó lại khác với server cũ, đó là nó có bộ văn sức cấp 4 này. Đấy. Đấy, anh em ở server cũ thì anh em thiệt thòi ở cái vấn đề này anh em ạ. Đây này, cái này là được một bộ luôn nhá các bạn nhé. Đấy, một bộ văn sức cấp 4 luôn. Và chúng ta phải tiêu hao 20 năm thiên kiêu lệnh và 20 năm thiên môn kim lệnh, tương đương với gần như là cứ mỗi một cái là chúng ta phải mất là 100.000 đi. 10 cái 1 triệu. Ôi dồi ôi. 2 triệu rưỡi, 5 triệu. Ôi ôi. Tính bình quân sơ sơ này nhé, phải 5 triệu anh em ơi. Gay nhỉ. Đấy, một bộ văn sức cấp 3, cấp 4 theo hệ phái luôn. Đấy, chúng ta mở ra chúng ta tự chọn này. Đấy, cũng không phải là đơn giản đâu các bạn. Nhưng mà đối với anh em ở server cũ đổi rất là khó. Tất nhiên rồi, sau này thì nó sẽ có biện pháp là nâng cấp từ kim xà từ kim xà 3 lên kim xà 4. Nhưng mà với tình hình là đổi rất là khó khăn. Đấy, không phải ai cũng có được. Và sau khi mà có được kim xà 4 thì sau này nó lại lên kim xà nó lại lên văn sức cấp 5 anh ạ. Đấy. Game mà nó sẽ không ổn định các bạn. Nó sẽ không giữ nguyên một bộ đồ nào đó. Nó chỉ giữ nguyên trong một thời khoảng khắc vài tháng hoặc là một năm chẳng hạn. Sau đó nó lại thay đổi. Nên rất là nhiều anh em mệt mỏi trong quá trình đua cấp cày top, đặc biệt là đua theo đồ các bạn. Đua theo đồ là một
một biện pháp là rất là mệt đấy. Nhưng mà đối với anh em VIP thì anh em vẫn chơi. Còn đua top nhận thưởng thì cái này thì Long không nói đến. Thì đua top nhận thưởng thì các bạn biết đấy, nó liên quan đến là thứ nhất là công trạng này, danh vọng và sư môn này, và cấp này. Đặc biệt là danh vọng sư môn công trạng, cứ ai cao nhất đạt, ai cao nhất thì người được. Trong đó nó chia ra thì làm top bang này, top hệ phái này, đúng rồi, top bang này, top hệ phái này đấy. Thì anh em thích đua kiểu nào anh em đua. Thích nhất là anh em có thể đua top bang hoặc là đua top hệ phái. Kia ví dụ một phái nào đó trong tất cả các phái mà ví dụ có mỗi phái một phái, ví dụ như là phái Thiên Trượng riêng này, Thiên Quyền riêng này, hoặc là Thuyên Vũ Tiên này, mỗi phái một top ấy, thì anh em thích cày nào. Có nghĩa là anh em nhiều anh em chơi Thiên Quyền thì rất là khó, và một số khác thì anh em không chơi thì có thể là anh em khác đạt ở dễ hơn, nhưng mà so với Thiên Quyền thì rất là khó đấy, bởi vì rất là nhiều anh em thích chơi Thiên Quyền, và tỷ lệ của chúng ta mà thành công thì rất là hiếm, bởi vì ai cũng muốn bỏ tiền ra để cày. Đấy, đợt này cũng gay đấy. Đây là top 3 nhân vật chuyển sinh 10 cấp 96 đầu tiên của server. Đấy, sẽ được phần thưởng sau đây. Đấy. Thương Hải Di Châu 7. Đấy. Đấy, nó có ở đây thì cái này thì nó không giới thiệu bởi vì là nó có hết ở trên trang chủ Võ Lâm 2 rồi. Hôm nay chỉ vấn đề là nhắc lại và thông báo cho anh em là ngày mai sự kiện Korea Uy Hổ Lệnh 5 diễn ra. Tôi muốn thông báo cho anh em. Anh em nào mà chưa cày hoặc là chưa có dàn tem thì anh em cố gắng trong cái đợt cày sự kiện này thì anh nó hỗ trợ cho anh em rất là nhiều. Chứ bình thường mà anh em mà cày mà không có sự kiện thì là rất là khó khăn và lên cấp rất là lâu và không có đồ, đặc biệt là không có đồ. Đấy, nên anh em phải tranh thủ trong những sự kiện nó ra rồi và máy chủ ra này. Anh em thích cày ở server cũ ấy, hoặc là server mới thì tùy. Đấy. Nhưng mà anh em cố gắng có dàn tem để sau này lúc nào rảnh rỗi anh em vào đi vào bạn. Thế thôi. Đấy. Anh em nhớ nhá. Đấy. Đấy là toàn bộ thông tin của những sự kiện Korea Uy Hổ Lệnh 5 cũng như là máy chủ mới ngũ hổ. Đấy. 5 con hổ. Đấy. Gọi là đợt này là gọi là 5 con hổ. Tứ nhất nhị tam tứ ngũ đấy, gọi là 5 con hổ các bạn. Sau dạo này Long Tán thấy là hổ đấy. Phục hổ, bạch hổ, huyết hổ đấy. Nói chung là đa số tàn hổ các bạn. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Thì Long các bạn biết đấy, hôm nay thì Long đã chuẩn bị dàn tem đi tàng kiếm này ở server cũ phục hổ nhá. Thì Long chơi bình dân thì anh em nào bảo tại sao không VIP, không cày? Bởi vì Long không thích cày VIP. Thứ nhất là cày VIP thì Long thường thường là không thời gian on là một. Ví dụ hôm nay có cái đồ VIP rồi, xong mai nó lại ra đồ VIP vậy, thì là mình lại theo đuổi không kịp và tiền thì không thể đắp đống vào đây được. Nên là Long chỉ cày gọi là cũng như anh em thôi, vào vụ chơi rồi lại ập, xong lúc thích thì lại on thế thôi, chứ không phải hệ đua như kiểu một số anh em có tiền anh em đua top đua VIP. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Đấy, bạn thấy tem của Long chưa? Chuẩn bị đi tàng kiếm đấy. Hôm nay rảnh. Không phải rảnh mà thật sự là hết vàng rồi. Kiếm ít vàng để đi thôi. Rồi ok. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ cho một like là một này, đăng ký kênh là hai này, và comment bên dưới video là ba này. Rồi theo dõi thường xuyên nhá. Long sẽ úp một số nhiệm vụ cũng như là một số BK của các thủ, hoặc là một số cái gì đó, nói chung là một cái bất kỳ một cái gì đó liên quan đến Võ Lâm 2. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye. Và hẹn gặp lại các bạn trong game nhá. Bye bye.